Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải mới đây, quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ số 36 và đội biên phòng số 5 của Cục Biên phòng Ukraine. Trong đó, lực lượng Nga đã phá hủy một căn cứ tạm thời của quân đội Ukraine tại Volchansk thuộc tỉnh Kharkov bằng một quả bom dẫn đường FAB-3000. Đoạn phim ghi lại vụ việc đã cho thấy sức công phá đáng kinh ngạc của loại vũ khí được ví như quái vật bầu trời của Nga. FAB-3000 là một loại bom thả rơi tự do được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất một cách chính xác. Với chiều dài khoảng 3,3m, đường kính thân 820mm, sải cánh khoảng 1m, tổng khối lượng của quả bom khi có ngòi nổ lên tới 3.067kg. Trong đó, thân bom nặng 1.600kg, lượng thuốc nổ là 1.387kg. Chính vì vậy, FAB-3000 có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng khi va chạm với mục tiêu. Sau khi được thả từ máy bay, FAB3000 sẽ lao xuống mục tiêu với tốc độ cao, tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đủ sức phá hủy mọi công trình kiên cố nằm trong bán kính tác động. FAB3000 có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom hạng nặng như Tu-22M3 và một số loại máy bay khác. Bom có thể được bố trí bên trong khoang hoặc treo bên ngoài. Cũng có thông tin cho thấy bom FAB3000 có thể được sử dụng bởi máy bay tiêm kích ném bom Su-34, nhưng khả năng sẽ bị hạn chế do mỗi chiếc chỉ mang được một quả trong một lần xuất kích trong bối cảnh liên tục bị Nga không kích bằng các loại khí tài quân sự hiện đại vào các điểm chiến lược. Ukraine dù rất muốn nhưng vẫn chưa thể được phương Tây cho phép sử dụng tên lửa được viện trợ đáp trả. Dù vậy, Kiev có vẻ như đã xoay sở được khi vừa qua, Hải quân Ukraine thông báo đã dùng tên lửa tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol gần như cùng thời điểm với cuộc không kích của Moscow vào Kharkov. Cơ quan báo chí của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, theo dữ liệu đã được xác nhận, do ảnh hưởng từ cuộc tấn công cả cơ sở hạ tầng lưu trữ và hàng tấn đạn dược mà quân Nga đang tích lũy để sử dụng đã bị phá hủy. Giới quan sát cho rằng, rất có thể Kiev đã sử dụng tên lửa Neptune để không kích vào cứ điểm của Moscow. Tên lửa Neptune do Ukraine nghiên cứu chế tạo dựa trên thiết kế KH-35 Uran từ thời Liên Xô đã được minh chứng là một vũ khí cực kỳ lợi hại khi lập được khá nhiều chiến công. Sau khi xem xét đến thực tế là tên lửa nhắm vào mục tiêu cách tiền tuyến chưa đầy 100 km, rất có thể Hải quân Ukraine đã nhiều lần sử dụng tên lửa R-360 Neptune để tấn công trực tiếp vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ nước Nga. Các kỹ sư quân sự của Kiev cách đây ít lâu đã bắt đầu công việc hiện đại hóa tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune với mục đích sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly xa và mục tiêu sau cùng là Moscow. Đặc biệt, để nối dài tầm bắn, tên lửa được lên kế hoạch giảm kích thước đầu đạn và tăng không gian lưu trữ nhiên liệu. Cự ly tác chiến sẽ tăng từ 280 km như hiện nay lên ít nhất 400 km hoặc thậm chí là 700 km. Điều này tạo ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Nga, đặc biệt khi xét đến tầm bay rất thấp của những tên lửa như vậy. Rất khó để mạng lưới radar của Moscow cảnh báo sớm, phát hiện ra kịp thời. Lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô Moscow của Nga đã nhiều lần bị xuyên thủng bởi máy bay không người lái cảm tử tự chế. Do vậy, khi đối phó với một tên lửa lợi hại như Neptune thì nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều. Trong khi đó, thách thức lớn nhất đối với Ukraine hiện nay được chỉ ra đó là thiếu nguồn lực để sản xuất nhanh với số lượng lớn loại tên lửa này. Họ sẽ cần sự hỗ trợ thêm từ các đồng minh phương Tây nhằm đẩy nhanh công việc. RBC Ukraine đăng tải trên kênh Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov có kế hoạch sa thải gần như tất cả các cấp phó do làm việc kém hiệu quả. Ngoài ra, nguồn tin của RBC Ukraine cũng xác nhận tin đồn về việc sa thải các quan chức tình báo cấp cao của Ukraine. Tờ Baben của Ukraine dẫn các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Umerov đã sa thải hai quan chức tình báo cấp cao của Ukraine có tên là Viktor Jaisev và Igor Ostapenko. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng GUR Ukraine Kirin Budanov được cho là không nằm trong kế hoạch thanh lọc nhân sự của Bộ trưởng Umerov. Tuy nhiên, hãng tin Strana của Ukraine đã tiết lộ về việc Tổng thống Zelensky muốn thay thế Bộ trưởng Umerov và Giám đốc GUR Budanov Cách đây khoảng 2 tuần, ông Zelensky đã sa thải một nửa số bộ trưởng tại Ukraine. Nguồn tin của Strana tiết lộ đang có những căng thẳng nghiêm trọng giữa ông Budanov và tránh văn phòng Tổng thống Andrei Jemak. Trong khi đó, Bộ trưởng Umerov lại đang không được lòng các phương tiện truyền thông phương Tây. Hồi tháng 3, trang Pravda.com.ua cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra quyết định sa thải Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia NSDC Ukraine Oleksiy Danilov. Thông cáo từ Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, tôi tiếp tục thực hiện việc cải tổ hệ thống bộ máy nhà nước. Đã có một số thay đổi về nhân sự. Tôi biết ơn ông Danilov về những đóng góp khi ông ấy giữ chức thư ký NSDC Ukraine. Ông ấy sẽ được thuyền chuyển sang vị trí khác. Thông cáo viết thêm, tôi đã bổ nhiệm ông Alexander Litvinenko, lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine, làm người đứng đầu NSDC. Ông Oleksiy Danilov trong một tuyên bố đưa ra sau đó nói rằng bản thân ông không hối hận về bất kỳ điều gì trong thời gian nắm chức thư ký NSDC Ukraine và tỏ lòng biết ơn Tổng thống Ukraine Zelensky vì đã tin tưởng ông. Từ khi xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022 tới nay, ông Zelensky thường xuyên thay thế các quan chức hàng đầu về an ninh và quốc phòng. Truyền thông Ukraine cho rằng việc ông sa thải Tổng tham mưu trưởng các lực lượng Ukraine Valery Zaluzny hồi tháng 2 năm nay là lời tiên đoán cho một cuộc thay máu đối với các tướng lĩnh quân đội. Theo The Sydney Morning Hero, chính phủ Australia và Mỹ đang xem xét khả năng gửi xe tăng Abrams cho Ukraine. Ấn phẩm này viết, Ukraine có thể sớm nhận được xe tăng Abrams. Chính phủ Australia và Mỹ đang cân nhắc về việc bàn giao chúng cho lực lượng Kiev. Quy trình chuyển giao xe tăng M1A1 Abrams từ Australia sang Ukraine gồm nhiều bước, bắt đầu bằng sự phối hợp toàn diện giữa chính phủ Australia và Mỹ, vì những chiếc xe tăng này được sản xuất và mang công nghệ của Mỹ, theo đó, Canberra phải đảm bảo được sự chấp thuận từ Washington trước khi đưa sang quốc gia khác. Nếu được chấp thuận, giai đoạn tiếp theo là giải quyết vấn đề vận chuyển xe tăng sang Ukraine. Hồi tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mills đã thông báo về gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu đô la Úc cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự lớn nhất mà Australia dành cho Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga vào năm 2022. Cụ thể, trong gói viện trợ này, Australia sẽ chi tiền để hỗ trợ Ukraine tên lửa phòng không, vũ khí không đối đất, trong đó bao gồm cả vũ khí dẫn đường, vũ khí chống tăng, đạn pháo, súng cối, đại bác và vũ khí nhỏ. Đồng thời, Australia cũng sẽ ủng hộ một lô hàng gồm các đôi ủng để các binh sĩ Ukraine sử dụng trong chiến đấu. Ngoài các gói viện trợ này, Australia cũng sẽ tham gia các sáng kiến của NATO về đào tạo và đảm bảo an ninh cho Ukraine với vai trò là đối tác điều hành. Trước đó, Australia cũng đã tham gia đào tạo tân binh cho Ukraine tại Anh trong khuôn khổ chiến dịch Kudu. Điện Kremlin cũng đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine bởi điều đó chỉ khiến căng thẳng xung đột thêm gia tăng. Nga khẳng định bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cung cấp cho Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp trong các cuộc tấn công của Nga. South Front đưa tin Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố báo cáo tóm tắt diễn biến kế hoạch quân sự trong tuần qua. Theo báo cáo, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 27 cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái. Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở điện hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng căn cứ không quân, kho UAV và khu vực chuẩn bị bay. Báo cáo được đưa ra khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục nỗ lực tiến vào khu vực Kursk của Nga quân đội Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào khu vực làng Vesioloy tại vùng Kursk. Giao tranh dữ dội cũng tiếp diễn xung quanh Suza, Martinovka và các làng khác trong khu vực. Về phần mình, lực lượng Nga đã đẩy lùi được các đơn vị của Kiev ra khỏi các làng Darino và Nikolaevo Darino ở khu vực Suza. Trong khi đó, tại Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đang gia tăng sức ép lên các vị trí của đối phương ở khu vực Donbass trong những tuần gần đây lực lượng vũ trang ukraine đang phải chịu những thất bại lớn theo hướng kurahovo pokrovsk hơn nữa sau khi lực lượng ủng hộ kiev rút lui khỏi ukraine tuyến phòng thủ của họ đang trên bờ vực sụp đổ tại thị trấn goniak báo cáo cho biết các đơn vị tiền phương của nga đã đến gần và thậm chí tiến vào thị trấn bất kể thế nào tình hình của các đơn vị kiev ở phía tây krasnohorovka vẫn rất phức tạp các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra xung quanh selidovo lisopka và Krasnija. Theo Reuters, lực lượng Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở kế hoạch quân sự hồi tháng 2 năm 2022 đang tiến vào miền đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng 9 cho hay lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km vuông mỗi ngày Nga đã tuyên bố sắp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk thuộc vùng Donbass, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Donbass là khu vực phía đông Ukraine, gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk, trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014, sau khi người dân ở đây đòi tăng quyền tự trị bất thành và tổ chức phong trào phản kháng vũ trang. Chính phủ Ukraine hai lần phát động kế hoạch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Donbass, nhưng đều không thành công các lực lượng ly khai trong hai vùng này tự thành lập hai thiết chế chính trị tách biệt khỏi Kiev, có tên gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR. Chính phủ Ukraine cùng phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí và lực lượng cho phong trào ly khai Donbass, trong khi Điện Kremlin luôn khẳng định chưa từng điều binh sĩ đến miền đông Ukraine, còn những người Nga chiến đấu tại đó đều là tình nguyện viên.